Xin chào buổi sáng, mình có mua cà chua với lại đậu khuôn xào chua bánh cá nè. Bây giờ thì hãy cùng làm món đậu khuôn xào cà chua nha. Đã xắt chờ nhỏ lại rồi, giờ thì nấu thôi. Đầu tiên là để chảo lên bếp, sau đó là đổ dầu, còn một ít à, bỏ vô hết luôn. Giờ thì bỏ đậu vô nha, đổ hết một lần luôn. Đây là chai dầu ăn hết rồi, mình sẽ đổ nước vô đây, xong rồi lắc cho nó ra hết dầu mỡ còn dính trên chai và đổ vô cái nồi. Gia vị thì bỏ một ít nước mắm, bột ngọt là không thể thiếu được. Thêm hai trái ớt đỏ cho cay. Và cuối cùng đổ một ít xì dầu cho có màu để nắp lại cho nó sôi. Sau 3 phút nấu thì cái nồi cũng đã sôi. Mình sẽ bỏ cà chua vô nha. Xong rồi đảo đều lại cho nó thấm. Như thế này là chín rồi đó các bạn. Tan tan. Và đây là thành quả món đậu khuôn xào cà chua. Sẽ múc ra trong chén để ăn cùng với cơm. Nhìn thì cũng đẹp mắt lắm đó. Ăn miếng đậu xem nào. Cái vị của nó rất là khác lạ, chát ghê gốm luôn. Không hiểu sao nấu đậu với cà chua mà nó lại chát như vậy nhỉ. Chắc tại đổ gia vị hơi nhiều, đổ tùm lắm á. Không có ngon gì hết. Hồi trước mình nấu kiểu này mình thấy ngon mà ta. Lạ ghê á. Nếu mà hồi này đủ dầu, mình đã chiên rồi. Tiếc thật. Ăn xong, mình với mấy cô đang nấu cơm. Tại vì hôm nay có liên hoan á. Ở trên này, người ta thường dùng nồi đây để nấu. Không biết chủ các bạn thì sao nhỉ. Nhìn nhỏ vậy thôi, nhưng mà có thể chứa tặng 30 lon gạo. Đã quá trời. Khoai cơm chín rất là ngon. Còn cái này thì là thịt heo luộc nè. Đây thì là đầu của nó, dùng để cúng. Bây giờ thì mình sẽ đi mua đường để làm mắm chấm với thịt heo luộc nha. Bỏ ớt, tỏi, đường. Xong rồi mình giã chung, rồi đổ nước mắm vào. Thêm một ít chanh nữa. Tan tan, và thế là đã có một chai nước mắm thật là tuyệt vời. Bên ngoài thì trời cũng hơi nóng, pha một ly chanh đường uống cho mát nhé. Thật là tinh khiết. Nhưng mà sao nó đắng dữ ta. Chắc là mình bỏ đường ít á. Trời ơi, có hột nữa chứ. Uống xong thì rửa chén, ly, đũa để xíu nữa chuẩn bị ăn cơm. Đâu các bạn, tay của mình dính gì đây. Coi nè, trời ơi. Mũ mít đó, hồi nãy vừa mới làm 4 trái. Và đây là nồi canh rau mít. Các bạn thấy ngon không? Nước của nó thì có màu đục đục. Giống gì nhỉ? Chính rất là nhão luôn. Còn đây là ruột heo nha các bạn. Ăn vào rất là đắng. Tan tan. Và đây là bữa cơm liên hoan của ngày hôm nay nè. Mời các bạn ăn cùng nhỉ. Ăn xong thì ra nói chuyện với bà. Không biết có ai đã cắt tóc cho bà kiểu này. Trời ơi, coi nè. Buồn cười muốn xỉu luôn. Kiểu tóc giống như mấy anh bên Hàn Quốc á. Bữa tối thì mình ăn mì tôm với xúc xích. Có thêm miếng dương leo, thịt heo nữa. Ngon chưa nè. Đổ thêm xì dầu cho nó thơm nha. Mời các bạn ăn cùng nhỉ. Cái vị của nó rất khác. Chắc là mình bỏ dương leo vào á. Như kiểu nó thanh thanh. Hút hút giấc mỡ trong mì tôm rồi. Ăn xong thì đi vào trong làng mà tối thui à, chả thấy gì luôn. Sáng sớm hôm sau dậy, xung quanh đồi núi toàn là sương mù không à. Định rửa mặt nhưng mà nhà không có nước. Trời ơi, coi này nó cạn luôn. Bây giờ thì phải đi coi đã. Các bạn thấy không, ong nước nó bị lụm chỗ đây nè. Nhìn thấy như nước ngầm á. Mò mò xem thử sao. Ở tốt biết kia luôn. Sao mẹ ấy được đây. Do mấy xe lớn đi á nên nước nó bị hư như vậy. Ghét cơ. Bây giờ thì mình sẽ về nhà lấy dây su với lại cái rửa dùng để xới đất cho nó ấy lên. Dây su này nè, nói thật thì đâu có biết cột đâu, nhờ anh kia cột giùm á. Cuối cùng cũng xong, bây giờ thì đi về nhà coi thử có nước chưa nha. Thành quả của sáng hôm nay nè, mệt muốn xỉu luôn. Này có mua cá chỗ chú bán rau, bây giờ thì hãy cùng mình ăn bữa sáng nhé. Đầu tiên là đổ một ít dầu, sau đó là bỏ cá vô. Ôi trời ơi, dầu nó bán sợ ghê á. Bây giờ thì sẽ bắt đầu lật cả lại cho nó nhanh chín. Gia vị thì bỏ một ít xì dầu, lần này không có bỏ mắm, xì dầu ăn ngon hơn. Bột ngọt là không thể thiếu được. Xong rồi đảo đều lại cho nó thấm. Ten ten. Và đây là thành quả món cá ngừ chiên xì dầu. Các bạn thấy ngon không nè, giờ nó còn sôi trong chảo luôn. Thưởng thức xem có ngon không nha. Sẽ chọn một con này. Mùi vị rất là khác biệt nha. Ngon hơn chiên với mắm á. Mắm thì mình ăn nó hơi mặn, còn cái này thì rất là vừa miệng nè. Nó không có mặn lắm, không có chua lắm. Còn ngọt ngọt. Do cơm chưa chín nên mình mới ăn miếng cá trước, xíu nữa ăn cơm sau. Giờ thì bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Ngủ một giấc đã, buổi sáng dậy sớm quá.